你们好, bây giờ hãy cùng học tiếp bài 38 tương với phần 3 bài 22 quyển 2. 第38课. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại từ máy tính. Tiền não. Tiền. Tiền. Não. Não. Đây là máy tính của mình. 这是我的电脑. 这是我的电脑. Có máy tính hay không? 有没有电脑? 有没有电脑? Dùng máy tính lên mạng. 用电脑上网. 用电脑上网. Chơi máy tính. 玩电脑. 玩电脑. Em thích chơi máy tính. 我喜欢玩电脑. 我喜欢玩电脑. Hãy hỏi, Mike, em thích làm cái gì? Mike, 你喜欢做什么? Mike, 你喜欢做什么? Em thích chơi máy tính. 我喜欢玩电脑. 我喜欢玩电脑. Lan Lan thì sao? Lúa Lan nữa. Bây giờ là từ cảm thấy. Cảm tạo. Cảm. Cảm. Tạo. Tạo. Cảm tạo. Cảm tạo. Cảm thấy rất vui vẻ. Cảm tạo khẩn khoai lửa. Cảm tạo khẩn khoai lửa. Khiến mình cảm thấy rất vui vẻ. Rằng wo cảm tạo khẩn khoai lửa. Rằng wo cảm tạo khẩn khoai lửa. Từ khoai lửa. Biểu đạt cảm thấy vui vẻ do có một việc gì đó tác động nhất thời. Buổi tiệc sinh nhật của hôm nay. 今天的生日晚会. Là mình cảm thấy rất vui vẻ. 让我感到很快乐. 让我感到很快乐. Bây giờ là từ tâm tình, tâm trạng. Xin chiến. Xin. Xin. Chiến. Chiến. Xin chiến. Xin chiến. Tâm trạng thế nào? Xin chiến zen me yang? Xin chiến zen me yang? Tâm trạng rất tốt. Xin chiến hen hao. Xin chiến hen hao. Tâm trạng cực kỳ kém. Xin chiến phi chẳng chả. Xin chiến phi chẳng chả. Hôm nay không có tâm trạng đi chơi. 今天没有心情去玩. 今天没有心情去玩. Bây giờ hãy nghe một cách nói khác để nói vui vẻ. 愉快. 愉. 愉.
khoai, khoai, yu khoai, yu khoai. Từ này chỉ vui từ trong lòng hơn từ khoai lửa, vì vậy thường dùng trong một hoàn cảnh lâu dài, không hay dùng để chỉ vui vẻ trong thời gian ngắn do một vài việc tác động như khoai lửa. Tâm trạng rất vui vẻ. 心情很快乐. 心情很快乐. Cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. 感到心情很快乐. 感到心情很快乐. Bây giờ hãy hỏi lại từ đầu. Mike, em thích làm cái gì? Mike, 你喜欢做什么? Em thích chơi máy tính. 我喜欢玩电脑. 我喜欢玩电脑. Lan Lan thì sao? Lúa lá nó. Em thích nghe nhạc. 我喜欢听音乐. 我喜欢听音乐. Sau khi tan học. 下课以后. Nghe chút nhạc. 听听音乐. Nói chuyện một chút. 聊聊天. 聊聊天. Hoặc là cùng với bạn bè nói chuyện một chút. 或者跟朋友聊聊天. 或者跟朋友聊聊天. Cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Chỉ vui vẻ trong một hoàn cảnh lâu dài. 感到心情很愉快. 感到心情很愉快. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sủi cảo, màn thầu, bánh bao, mì sợi. Giáo zi, màn thầu, bao zi, miền thiếu. Nhân viên giao dịch. Yính yề yuán. Số điện thoại. Điện thoại hào mã. Tương đối dễ, dễ hơn. Bí chào rúng ý. Lá trà. Trái dẻ. Lâu lắm không gặp. Háo chiều bú chiền. Ảnh của cả nhà. 全家的照片. Luật sư. 律师. Rất yên tĩnh. 很安静. Phim điện ảnh và phim truyền hình. 电影和电视剧. Đang nghe ghi âm bài khóa mà. Hãy dùng trừng để nhấn mạnh hơn. Trừng thính cơ vấn lù yên nè. Dì cô. Ai ý. Một phần báo thanh niên. Ý phần trinh niên bảo. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa. 坐飞机还是火车? Cái áo phao này vừa tốt vừa rẻ.
这件羽绒服又好又便宜。 Có loại gầy một chút không? Có loại nhỏ một chút không? Yǒu mèi yǒu shòu yì diǎn de? Vừa hay hợp. Zhèng hě shì. Loại này có thể giảm 20%. Zhè zhǒng kě yì dǎ bā zhě. Tham dự dạ tiệc. Tham gia hoàn hội. Thì ở phòng của mình. Chiều tại của phòng chiên. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chủ nì sinh nhật khoai lửa. Đi ra sân thể thao rèn luyện thân thể. Chủy thao tràng toàn luyện thân thể. Ăn cơm tối. Chư hoàn phản. Sơn bản đi leo núi. San bẩn chủy phá san. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Giải lấu chén chí hớ sẵng trưa. Cần đem cơm trưa, phải đem cơm trưa. Yào đài ủ phản. Mời mọi người bàn luận một chút sở thích của bản thân. Chính đà gia thán thán dự chỉ đỡ ai hào. Để em nói trước đi ạ. Rằng ủa xin xua bà. Cực kỳ thích hát kinh kịch. Phê tráng xí hoan chẳng chinh chủy. Chơi máy tính. Quán điện não. Cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Dùng ý khoải chỉ vui vẻ từ trong đáy lòng trong thời gian dài. Cảm tạo xin chiến hình ý khoải.